Theo anh thì anh có nghĩ là tiền quan trọng trong cuộc sống của chúng ta hay không? Và nếu cho anh có sự lựa chọn giữa tiền và tình cảm thì anh nghĩ anh sẽ có lựa chọn như thế nào? Theo anh nghĩ tiền nó quan trọng lắm, nếu mà không có nó là không mua gì được đâu. Bây giờ mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu và cùng chào đón sự trở lại của ca sĩ nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn với một ca khúc được mang tên Tiền. Thưa quý vị, là sau một thời gian dài sáng tác từng ca thì Tuấn quan tâm tới một số vấn đề của ngoài xã hội, tại vì chính những vấn đề nó cũng ảnh hưởng tới đời sống cá nhân của mình rất nhiều. Thì Tuấn ở nước ngoài 28 năm rồi, về Việt Nam đúng 1 năm rồi. Thì ở nước ngoài cũng có thời gian ở bên Mỹ, có thời gian bên Canada, rồi có mấy tháng ở bên Trung Quốc nữa, rồi cũng được đi du lịch nhiều. Thì thấy cái đồng tiền nó chi phối đời sống của chúng ta rất là nhiều. Thật sự đồng tiền tự nó không mang một ý nghĩa gì cả, nhưng mà cái giá trị của đồng tiền nó được định bởi cái người sử dụng nó. Thì trong cái thế giới ngày nay vẫn thấy rất nhiều cái tiêu cực từ đồng tiền. Hy vọng là cái bài hát này nó sẽ tạo thêm cái gì tích cực cho đời sống chúng ta nếu chúng ta biết tránh đi những cái tiêu cực đó. Và đây là một cái sáng tác Khải Tuấn chưa đưa ra ngoài, nhưng mà rất là vui là mỗi lần cầm cái đàn guitar đi với những người quen biết mà hát cho họ nghe đó, thì nhất là những em nhỏ thích lắm. Ngày hôm sau nói chú ơi, chú hát cái bài Tiền hôm qua cho tụi con nghe không, và tụi nhỏ nó vô quyền à. Hy vọng rằng là khi mà Tuấn hát lời số 2 thì quý vị cũng hát theo được, thành rất đơn giản, rất là dễ hát. Và đây là bài hát Tiền. Tiền, 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 tiền ơi, tiền ơi, tiền làm lòng người điên, tiền lột hết tình duyên, tiền đổi trắng thành đen, cuộc sống bon chen tranh đua nhau để kiếm tiền. Tiền làm Chúa Phật nghiêng, làm đời sống đào điên. Tiền lộng gió người ta, lòng tốt đâu ra khi trong người tiền không có. Ôi ta ghét tiền nhưng ta cần tiền, ta ghét người xem ta thua tiền. Ôi đồng tiền làm mất lương tâm, mỗi đồng tiền bị tiền người cấm. Ôi ta ghét tiền nhưng ta cần tiền, khi có tiền chung quanh đồng liền. Ôi đồng tiền làm khổ tâm tư, ôi đồng tiền thần hóa giá
Và quý vị thấy không, mới hát xong là có tiền từ trên trời rơi xuống đây.